Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Phê duyệt khung chính sách bồi thường tái định cư dự án nâng cấp đường sắt Hà Nội Vinh. Tại công văn số 539 CTTG-CND ngày 24 tháng 6 năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục rà soát, chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin và số liệu, chỉ đạo thực hiện khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định pháp luật. Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội Vinh trên tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh có địa điểm xây dựng qua địa phận các tỉnh thành phố Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Phạm vi dự án có điểm đầu tại ga Hà Nội, km 000+000, điểm cuối tại ga Vinh, km 319+202, với tổng chiều dài khoảng 319 km, nhưng không bao gồm các hạng mục đã được đầu tư trong dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội Vinh, sử dụng vốn trung hạn 2016-2020. Dự án có giá trị tổng mức đầu tư dự kiến hơn 854 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thời gian dự kiến thực hiện dự án trong 3 năm, giai đoạn 2022-2025. Về quy mô, dự án cải tạo, nâng cấp 10 cầu yếu, nâng cấp kiến trúc tầng trên, thay rây, tà vẹt, đá ba lát, 8 đoạn, chiều dài khoảng 24 km. Cải tạo bình diện tại 7 vị trí có bán kính đường cong nhỏ, chiều dài khoảng 7 km. Xây dựng cầu đường bộ trên quốc lộ 45, vượt đường sắt tại vị trí đường ngang tại km 187+950 để xử lý điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.